chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thực hiện một mẫu váy hoa với họa tiết hình tròn. Đầu tiên thì mình sẽ thực hiện vòng tròn ma thuật. Và lúc này trong vòng tròn ma thuật mình sẽ thực hiện đầu tiên là mình sẽ lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này thay cho một mũi móc kép. Và mình sẽ thực hiện theo công thức là một mũi móc kép và 3 mũi bính. Thì như ở đây, lúc đầu mình đã nói với các bạn là cái 3 mũi bính đầu tiên này thể hiện cho một mũi móc kép đầu tiên. Thì lúc này mình sẽ lên thêm 3 mũi bính nữa. 1 2 3 và mình sẽ tiếp tục thực hiện một mũi móc kép. Và tiếp tục là 3 mũi bính. 1 2 và 3. Mình sẽ tiếp tục thực hiện một mũi móc kép và 3 mũi bính. Tổng cộng là 8 lần. Sau khi mình đã thực hiện xong tổng cộng 8 lần, đây là 3 mũi bính đầu tiên, mình tính như là một mũi móc kép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Thì lúc này mình sẽ kéo cái phần vòng tròn ma thuật lại cho nó sát lại. Và mình sẽ thực hiện tiếp 3 mũi bính nữa. Mình sẽ đếm từ cái chân lên, 1, 2 và 3. Và thực hiện, xin lỗi các bạn, mình sẽ thực hiện 3 mũi bính trước. 1, 2, 3. Và sau đó mình sẽ đếm từ cái chân lên, 1, 2 và 3. Và sẽ thực hiện một mũi dời ngay đây. Để kết thúc vòng thứ nhất của mình. Vậy là mình đã thực hiện xong được vòng thứ nhất rồi. Ở vòng thứ hai, mình sẽ lên đầu tiên là 3 mũi bính thay cho một mũi móc kép. 3 mũi bính ngay đây. Tiếp tục mình sẽ thực hiện tiếp 3 mũi bính nữa. 1 2 3. Và sau đó mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép. Như ở đây mình sẽ thực hiện ngay cái chân của mũi móc kép ở phía bên đây. 2 mũi móc kép cùng chân là mình đang thực hiện việc tăng mũi á. 1 2 mũi móc kép cùng chân. Và tiếp tục mình sẽ cắt dời 2 mũi móc kép cùng chân này ra bằng 3 mũi bính. Và sau đó mình lại thực hiện tiếp ở chân cái mũi móc kép ở vòng thứ nhất bằng 2 mũi móc kép cùng chân. Mình sẽ tiếp tục thực hiện như vậy cho đến hết cái vòng này luôn nha các bạn. Sau khi mình đã thực hiện xong cái vòng lặp 2 mũi móc kép cùng chân và 3 mũi bính đến đây rồi, thì lúc đầu ở cái hàng thứ hai này mình đã lên 3 mũi bính thay cho một mũi móc kép rồi. Thì lúc này mình sẽ thực hiện thêm một mũi móc kép ngay cùng chân với 3 mũi bính ngay lúc đầu, để mình sẽ tạo thành 2 mũi móc kép cùng chân như là ở các mũi móc kép ở phía vòng ở phía bên đây của vòng thứ hai. Và mình cũng sẽ thực hiện một mũi dời, 1 2 và 3.
và thực hiện một mũi dời ngay cái mũi bính thứ ba từ chân đếm lên. Vậy là mình đã thực hiện xong được cái vòng thứ hai rồi. Ở vòng thứ ba này thì đầu tiên mình sẽ lên ba mũi bính, 1, 2 và 3, thay cho một mũi móc kép. Và mình sẽ thực hiện ở ngay cái chân móc của ba mũi bính này thêm một mũi móc kép nữa, là hai mũi móc kép cùng chân. Xong sau đó mình sẽ cắt hai mũi móc kép cùng chân này ra bằng 3 mũi bính. Và tiếp tục mình sẽ thực hiện vòng lặp. Như ở đây các bạn để ý thấy là hai cái chân móc của cái vòng thứ hai này, lúc này mình sẽ thực hiện việc tăng mũi. Mình tăng ở cái chân móc của cái chữ V đầu tiên ở vòng thứ hai này cũng sẽ bằng việc tăng mũi hai mũi móc kép cùng chân. Tiếp theo mình sẽ thực hiện tiếp hai mũi móc kép cùng chân nữa ở cái chân tiếp theo này, 1, 2, và mình cũng sẽ cắt ra bằng 3 mũi bính. Và mình sẽ thực hiện tiếp cũng sẽ là hai mũi móc kép cùng chân ở cái chân móc này và hai mũi móc kép cùng chân ở chân móc kế tiếp. Mình sẽ tiếp tục thực hiện vòng lặp cho đi hết cái vòng tròn này luôn nha các bạn. Sau khi mình đã đi xong được 7 lần cái vòng lặp này rồi thì lúc này mình sẽ đi đến được cái phần cuối cùng. Mình sẽ tiếp tục ở ngay cái chân móc cuối cùng này, mình sẽ thực hiện hai mũi móc kép cùng chân. Và cuối cùng là mình sẽ thực hiện ở ngay cái chân bính đầu tiên mà mình khởi tạo để bắt đầu cho vòng thứ ba này, mình cũng sẽ thực hiện một mũi dời. Vậy là mình đã thực hiện xong vòng thứ ba. Trong quá trình các bạn làm mà cái hình tròn của mình nó có bị hơi bị cong á thì mình cứ dùng tay mình vuốt lại cho thẳng nha. Vậy là mình đã xong được cái vòng thứ ba này rồi. Ở vòng thứ tư mình sẽ tiếp tục lên 3 mũi bính. Và mình cũng sẽ thực hiện ngay cái chân bính đầu tiên này thêm một mũi móc kép nữa. Nó giống như là hai mũi móc kép cùng chân vậy đó các bạn. Và tiếp theo ở cái chân bính, như các bạn để ý thấy ở đây, đầu tiên là cái mũi khởi tạo 3 mũi bính của mình ở phía dưới đây thì mình đã lên khởi tạo 3 mũi bính và một mũi móc kép nữa cùng chân. Tiếp theo là nó sẽ có một cái mũi móc kép ở phía bên cái bên với 3 mũi bính khởi tạo ở hàng thứ ba này nữa, thì mình sẽ lên ở ngay cái chân bính đó một mũi móc kép. Và mình sẽ khoảng cách mình sẽ cắt ra bằng 3 mũi bính. Tiếp theo nữa mình sẽ thực hiện vòng lặp. Ở đây mình sẽ thực hiện vòng lặp đầu tiên ở ngay cái chân bính. Như ở đây cái hàng thứ tư của mình sẽ có 1, 2, 3 và 4, 4 mũi móc kép này. Thì ở cái chân đầu tiên của cái mũi móc kép đầu tiên mình sẽ thực hiện một mũi móc kép. Và tiếp theo mình sẽ thực hiện hai mũi móc kép cùng chân ở chân móc kế tiếp, 1 và 2, hai mũi móc kép cùng chân ở ngay cái chân móc kế bên này. Và tiếp tục mình cũng sẽ thực hiện hai mũi móc kép cùng chân ngay cái chân móc kế bên.
và còn một chân móc còn lại cuối cùng mình sẽ thực hiện một mũi móc kép. Và mình lại tiếp tục thực hiện 3 mũi bính để tạo cái khoảng cách. Và tiếp tục ở cái 4 cái chân móc tiếp theo này, mình cũng sẽ thực hiện tương tự như 4 cái chân móc mà mình vừa mới móc. Cái chân móc đầu tiên, 1 mũi móc kép. Chân móc thứ 2, 2 mũi móc kép cùng chân. Chân móc thứ 3, 2 mũi móc kép cùng chân. Và chân móc thứ 4 là 1 mũi móc kép. Và cuối cùng cũng sẽ thực hiện 3 mũi bính để làm khoảng cách ra. Mình sẽ thực hiện như vậy cho đến cuối cái vòng tròn này luôn nha các bạn. Đây là vòng thứ 4 rồi. Sau khi mình đã thực hiện đến cái phần cuối cùng của hàng thứ 4 này rồi, thì lúc này mình sẽ còn lại 2 cái mũi tăng ở đây. Thì mình sẽ thực hiện đầu tiên là mình sẽ thực hiện một mũi móc đơn, xin lỗi các bạn, một mũi móc kép ngay cái chân móc này. Và tiếp theo, ở chân móc tiếp theo mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép chung chân. Và mình lại tiếp tục thực hiện ở ngay đầu của cái mũi bính khởi tạo đầu tiên này một mũi dời để kết thúc vòng thứ tư của mình. Trong quá trình làm mà cái vòng tròn này nó có bị cong á, thì các bạn cứ kéo lại cho nó thẳng nha, mình cứ vuốt lại cho nó thẳng. Mình sẽ tiếp tục hàng thứ năm. Ở hàng thứ năm này thì đầu tiên mình sẽ lên 3 mũi bính và mình sẽ thực hiện vòng lặp. Ở đây là 3 mũi cái mũi bính đầu tiên này, 3 mũi bính đầu tiên này thể hiện cho một mũi móc kép. Thì lúc này mình sẽ thực hiện ở ngay cái chân móc kế tiếp này. Như các bạn để ý thấy ở đây là 3 mũi móc kép đi lên xong thì mình sẽ còn 2 chân móc của 2 cái mũi móc kép ở phía dưới của hàng thứ 4. Thì lúc này mình sẽ thực hiện trên 2 chân móc này, mỗi chân móc là 1 mũi móc kép. Tổng cộng là mình sẽ thực hiện 3 mũi móc kép. Và tiếp tục là 3 mũi bính. Và mình sẽ thực hiện ở đây thì lúc nãy chúng ta, sau khi chúng ta thực hiện việc tăng mũi thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Tổng cộng ở cái cụm này chúng ta sẽ có 6 cái chân móc. Thì chúng ta sẽ móc ở 3 cái chân móc đầu tiên 3 mũi móc kép. 1, 2 và 3. Sau khi thực hiện xong 3 mũi móc kép này rồi thì mình sẽ thực hiện lên 3 mũi bính. Và tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện ngay cái chân móc kế tiếp. Chân móc kế tiếp ở đây, 3 chân móc còn lại mình sẽ thực hiện lần lượt 3 mũi móc kép. 1, 2 và 3. Và mình sẽ tiếp tục thực hiện vòng lặp này cho đến khi mình đi hết cái vòng tròn của vòng thứ 5 luôn. Tức là mình cứ thực hiện 3 mũi móc kép. Cứ đến đây là mình sẽ thực hiện 3 mũi móc kép ở 3 chân móc đầu tiên. Xong rồi là mình lại thực hiện 3 mũi bính và tiếp tục là 3 mũi móc kép. Rồi lại 3 mũi bính và tiếp tục là 3 mũi móc kép, thực hiện cho đến hết vòng này luôn nha các bạn. Ở hàng thứ 5, sau khi mình đã thực hiện đến đây rồi và thực hiện luôn 3 mũi bính ở trên đây rồi thì mình sẽ còn lại 3 chân móc ở đây. Mình sẽ thực hiện 3 mũi móc kép. Một,
3 mũi móc kép ở 3 chân móc nha các bạn. 2 3 và mình sẽ tiếp tục theo cái vòng lặp của mình là mình sẽ thực hiện thêm 3 mũi bính nữa. Sau khi thực hiện xong 3 mũi bính này thì mình sẽ thực hiện một mũi dời ở ngay cái chân bính thứ 3 của cái 3 mũi bính đầu tiên mà mình khởi tạo ở vòng thứ 5. Để kết thúc cái vòng thứ 5 này. Vậy là mình đã thực hiện xong được vòng thứ 5. Ở vòng thứ 6 thì mình sẽ tiếp tục lên 3 mũi bính thay cho một mũi móc kép. Và tiếp tục mình sẽ thực hiện một mũi móc kép nữa ngay cái chân móc của 3 mũi bính mà mình vừa mới thực hiện. Tức là mình đang thực hiện 2 mũi móc kép cùng chân đó các bạn. Tiếp theo ở 2 chân móc tiếp theo này, các bạn thấy ở đây 1, 2, mình sẽ còn 2 chân móc ở đây. Mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép. 1 2 và tiếp tục mình sẽ thực hiện lên 3 mũi bính. Ở cái phần 3 chân móc này mình sẽ thực hiện như sau. Như đây các bạn để ý thấy là đầu tiên là mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép cùng chân. Tiếp theo là mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép. Thì ở đây mình sẽ thực hiện ngược lại. Ở đây mình đã thực hiện 2 mũi móc kép cùng chân đầu tiên trước rồi. Nên ở 3 chân móc này, 3 chân móc tiếp theo này, mình sẽ thực hiện trước là 2 mũi móc kép ở 2 chân móc trước. Xong sau đó mình mới thực hiện ở chân móc cuối cùng này 2 mũi móc kép cùng chân. Và tiếp theo mình cũng sẽ thực hiện 3 mũi bính để làm khoảng cách đi đến cái phần 3 chân móc tiếp theo này. Mình cũng sẽ thực hiện ngược lại. Ví dụ như ở đây mình thực hiện 2 mũi móc kép trước tới 2 mũi móc kép cùng chân. Thì ở đây mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép cùng chân trước. Xong sau đó mình mới thực hiện tiếp 2 mũi móc kép ở 2 chân móc. Và mình cứ thế tiếp tục thực hiện cho đến hết vòng thứ 5 này luôn. Ý xin lỗi các bạn, cho đến hết vòng thứ 6 này luôn nha các bạn. Sau khi ở hàng thứ 6, sau khi mình đã thực hiện tới đây rồi thì mình sẽ tiếp tục thực hiện cái bước cuối cùng này. Ở 3 chân móc cuối cùng này mình cũng sẽ thực hiện 2 mũi móc kép ở đây ở 2 chân móc. Và tiếp theo ở chân móc cuối cùng này mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép chung chân. Và cuối cùng là mình sẽ thực hiện 3 mũi bính và kết thúc bằng một mũi dời ngay cái chân móc thứ 3 của 3 cái vòng bính khởi tạo đầu tiên của hàng thứ 6. Vậy là mình đã kết thúc xong hàng thứ 6. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thực hiện hàng thứ 7. Ở hàng thứ 7 này thì đầu tiên mình sẽ thực hiện 2 mũi móc đơn chung chân. À, xin lỗi các bạn, 2 mũi móc kép chung chân. Và mình sẽ thay mũi móc kép đầu tiên bằng 3 mũi bính. Và tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi móc kép ngay cái chân của 3 cái mũi bính mình vừa mới tạo. Và ở đây thì các bạn để ý thấy là mình sẽ còn lại 3 cái chân móc này nữa. Thì mình sẽ thực hiện ở 3 chân móc này 3 mũi móc kép. 2 và 3. Sau khi thực hiện xong 3 mũi móc kép này rồi thì mình sẽ thực hiện
3 mũi bính làm khoảng cách. Và lúc này mình sẽ thực hiện ngược lại. Như lúc nãy chúng ta đã thực hiện 2 mũi móc kép chung chân và 3 mũi móc kép, thì lúc này chúng ta sẽ thực hiện trước. Đầu tiên ở đây là 3 mũi móc kép. Và tiếp theo, ở chân móc cuối cùng này, mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép chung chân. Sau đó, mình sẽ làm khoảng cách ra bằng 3 mũi bính. Và lúc này, các bạn sẽ thấy là sau khi thực hiện xong 3 cái mũi bính này xong, thay vì như mình sẽ đi tiếp theo đến cái khoảng cách của 4 cái chân móc này tiếp theo, nhưng mà mình sẽ không đi, mà mình sẽ bắt ngay cái phần chính giữa của cái 3 mũi bính ở phía dưới này, là cái chân bính thứ 2 của 3 cái chân bính phía dưới này, và thực hiện 1 mũi móc kép. Tiếp theo mình sẽ thực hiện 3 mũi bính. Và mình lúc này mình sẽ lại đi tiếp đến cái phần 4 chân móc ở đây. Ví dụ như hồi nãy ở đây mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép chung chân, 3 mũi móc kép, 3 mũi bính ở đây, 3 mũi móc kép, 2 mũi móc kép chung chân, rồi tiếp theo là 3 mũi bính, 1 mũi móc kép và 3 mũi bính. Thì lúc này mình sẽ lại tiếp tục đi thực hiện lại cái vòng lặp như lúc ban đầu, và mình sẽ tiếp tục thực hiện vòng lặp này cho đến khi nào hết hàng thứ 7 thì mình sẽ ngừng lại nha các bạn. Ở đây là mình đã đi đến cái phần cuối cùng của cái vòng thứ 7 rồi, thì lúc này mình sẽ thực hiện cái phần cuối cùng này. Ở đây thì mình đã thực hiện 2 mũi móc kép chung chân ở cái đầu tiên rồi, thì ở đây mình sẽ thực hiện 3 mũi móc kép trước. 1 2 3 và tiếp theo là 2 mũi móc kép chung chân. Rồi kế đến mình sẽ thực hiện 3 mũi bính. 1 mũi móc kép ngay phần chính giữa của 3 mũi móc xích ở phía dưới này. Chính giữa tức là cái phần chân bính thứ 2. Mình sẽ thực hiện 1 mũi móc kép. Và cuối cùng là 3 mũi bính. Và mình sẽ thực hiện cái mũi dời ngay chân bính thứ 3 để kết thúc vòng thứ 7. Vậy là mình đã thực hiện xong được cái vòng thứ 7 của mình rồi. Mình sẽ tiếp tục vòng thứ 8. Ở vòng thứ 8 thì đầu tiên nó cũng sẽ là 2 mũi móc kép chung chân. Nhưng mà ở đây mình sẽ thực hiện 1 mũi, 3 mũi bính lên thay cho mũi móc kép đầu tiên, và thực hiện 1 mũi móc kép ngay cái chân cùng chân với 3 mũi bính, thể hiện cho 2 mũi móc kép chung chân. Tiếp theo thì ở đây do là cái hàng thứ 7 của mình có thực hiện 2 mũi móc kép chung chân, nên lúc này mình sẽ còn lại tới 4 cái chân bính. Thì 4 cái chân bính còn lại này của mình sẽ thực hiện 4 mũi móc kép. Một, hai, ba. Bốn. Và mình cũng sẽ cách khoảng ra bằng 3 mũi bính. Tiếp theo mình cũng sẽ thực hiện công thức ngược lại. Tức là ở đây mình đã thực hiện 2 mũi móc kép chung chân rồi,
thì tiếp theo ở đây mình sẽ thực hiện trước tiên là 4 mũi móc kép ở 4 chân móc trước. 1 2 3 4 và cái chân móc cuối cùng còn lại ở đây, mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép trung chân. Và cuối cùng là mình sẽ thực hiện 3 mũi bính. Sau đó mình sẽ thực hiện 1 mũi móc kép ngay chân của mũi móc kép ở hàng thứ 7. Và cuối cùng là 3 mũi này là kết thúc xong cái vòng lặp của mình. Nó cũng tương tự như cái vòng lặp ở hàng thứ 7, nhưng mà có điều khác là ví dụ ở hàng thứ 7 mình sẽ là 2 mũi móc kép trung chân, 3 mũi móc kép, thì ở trên đây là 2 mũi móc kép trung chân và 4 mũi móc kép. Chỉ vậy thôi. Và mình sẽ tiếp tục thực hiện vòng lặp ở hàng thứ 8 này cho đến khi hết hàng thứ 8 luôn nha các bạn. Sau khi đã thực hiện xong vòng thứ 8 rồi thì lúc này mình sẽ bắt đầu thực hiện vòng thứ 9. Ở vòng thứ 9 đầu tiên mình sẽ lên 3 mũi bính, thể hiện cho 1 mũi móc kép đầu tiên. Thay vì như ở đây mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép chụm đầu, tức là mũi giảm. Nhưng mà mình đã lên 3 mũi bính đây rồi là thể hiện cho 1 mũi móc kép đầu tiên ở đây, thì mình sẽ thực hiện 1 mũi móc kép ngay cái chân bính kế tiếp. Ngay cái chân móc kế tiếp này mình thực hiện 1 mũi móc kép và kéo qua luôn cả hai vòng chỉ trên kim, là ở đây mình đang thực hiện hai mũi móc kép chụm đầu, tức là hai mũi kép giảm á các bạn. Và ở bốn chân móc tiếp theo này mình sẽ thực hiện 4 mũi móc kép. 1 2 3 4. Tiếp theo mình sẽ có 3 cái chân bính ở phía dưới đây, thì mình sẽ đâm kim vào cái chân bính thứ 2 ở đây và thực hiện 2 mũi móc kép cùng chân, tức là mũi tăng, 2 mũi móc kép tăng cùng chân, 2 mũi móc kép. Và tiếp theo mình sẽ đi luôn qua cái dây bên đây luôn nha các bạn. Mình sẽ đi luôn bằng cách là mình sẽ thực hiện ngược lại. Ví dụ như ở bên đây mình đã thực hiện 2 mũi giảm rồi tới 4 mũi móc kép, thì ở đây mình sẽ thực hiện trước tiên là 4 mũi móc kép trước. 1 2 3 4 và ở đây mình để ý thấy là mình sẽ còn 2 chân móc, 1 và 2 móc thì mình sẽ thực hiện mũi giảm, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, kéo lên và sẽ kéo qua hai vòng chỉ trên kim, trừ lại hai vòng chỉ. Tiếp theo mình lại quấn chỉ và đâm kim xuống chân móc, kéo lên, kéo qua hai vòng chỉ trên kim, và lúc này trên kim mình sẽ còn 3 vòng chỉ, và cuối cùng mình mới kéo qua hết cả 3 vòng chỉ trên kim như thế này, là mình đang thực hiện mũi giảm. Tiếp tục, sau khi thực hiện xong cái mũi giảm này, mình sẽ thực hiện 3 mũi bính làm khoảng cách. Sau khi thực hiện 3 mũi bính xong thì ở ngay cái chân bính của cái phần chân bính ở lẻ loi ở phía ngoài này, mình sẽ thực hiện lần lượt là 3 mũi móc kép chụm chân. 1 3 mũi móc kép cùng chân hết nha các bạn. 2 và mũi móc kép cuối cùng cùng với cái chân đó. 3 đây. Ở phía dưới đây là 1 mũi móc kép và ở đây mình sẽ thực hiện lên 3 mũi móc kép cùng chân. Và cuối cùng là mình sẽ thực hiện 3 mũi bính.
Vậy là mình đã thực hiện xong cái vòng lặp ở cái hàng thứ 9 này rồi. Mình sẽ tiếp tục thực hiện vòng lặp này thêm 8 lần nữa. Sau khi thực hiện xong hàng thứ 9, bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện hàng thứ 10. Ở hàng thứ 10 này, đầu tiên mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép giảm. Nhưng mà ở đây đầu tiên thì mình sẽ lên 3 mũi bính, chứ không thực hiện 2 mũi móc kép giảm như trong cái vòng lặp. Và mình sẽ lên 1 mũi móc kép ngay cái chân móc kế bên. Đây được xem, mình sẽ xem nó là 2 mũi móc kép giảm nha các bạn. Và lúc khi mà các bạn kết á, thì mình sẽ kết ngay cái chân móc ở đây, chứ mình sẽ không kết ngay cái chân bính thứ 3 của 3 cái mũi bính đầu tiên của mình. Và tiếp theo, ở phía trong này mình sẽ thực hiện lần lượt là 8 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 và cuối cùng là 8. Sau khi mình thực hiện xong 8 mũi móc kép thì các bạn để ý thấy ở đây là mình sẽ còn 1 và 2, còn 2 chân móc ở đây. Thì mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép giảm luồn qua hai vòng chỉ, tiếp tục quấn chỉ và đâm kim xuống kép chỉ lên, luồn qua hai vòng chỉ trên kim, và cuối cùng mình sẽ luồn qua luôn cả 3 vòng chỉ trên kim, thực hiện được 2 mũi móc kép giảm. Tiếp tục mình sẽ thực hiện 3 mũi bính, và ở cái phần 3 cái chân này mình sẽ bắt đầu tách nó ra. Tách nó ra bằng cách nào? Ở cái chân bính, ở cái chân móc đầu tiên này, mình sẽ thực hiện đầu tiên ở cái chân này là 2 mũi tăng, 2 mũi móc kép tăng, 2 mũi móc kép chụm chân đó các bạn. Một, hai, và mình sẽ tách ra bằng 3 mũi bính. Tiếp theo, ở cái chân móc ngay chính giữa này, mình sẽ thực hiện 1 mũi móc kép và tách ra cũng bằng 3 mũi bính. Và tiếp theo nữa, mình sẽ thực hiện lặp lại ở cái chân móc cuối cùng của cái phần 3 mũi móc kép phía dưới này. Mình sẽ thực hiện 2 mũi móc kép cùng chân. Và cuối cùng là mình sẽ thực hiện 3 mũi bính để kết thúc xong cái vòng lặp của mình. Và cái vòng lặp của mình lúc này nó sẽ là 2 mũi móc kép chụm đầu, 8 mũi móc kép, 2 mũi móc kép chụm đầu, và mình sẽ quãng cách ra bằng 3 mũi bính, 2 mũi móc kép cùng chân ngay cái chân bính đầu tiên của cái phần ở phần 3 mũi tăng ở phía dưới. Tiếp theo là 3 mũi bính nè, rồi lại là 1 mũi móc kép ngay cái chân bính chính giữa này, 3 mũi móc kép và 2 mũi móc kép chụm chân ngay cái chân bính cuối cùng, và cuối cùng là 3 mũi bính để kết thúc vòng lặp. Mình sẽ tiếp tục thực hiện lại cái vòng lặp này nha các bạn, cho đến khi nào hết vòng thứ 10 thì mình sẽ dừng lại. Sau khi mình đã thực hiện xong đến phần cuối cùng của vòng thứ 10 rồi, thì lúc này mình sẽ thực hiện cái phần nối. Như ở bình thường mình sẽ thực hiện nối ở cái nút bính thứ 3 từ chân đến lên. Nhưng mà các bạn mình nhớ là cái phần đầu tiên á, mình đã thực hiện ở đây là 2 cái mũi móc kép. Mình xem cái 3 chân bính này như là 1 mũi móc kép, và đây là 2 mũi móc kép chụm đầu rồi. Nên lúc này mình sẽ không thực hiện ở cái chân bính thứ 3, mà mình sẽ thực hiện ngay cái đầu, phần đầu của cái chân bính thứ 2 này, coi như là 2 mũi móc kép chụm đầu.
và mình sẽ kết lại, chốt lại, thực hiện một mũi dời để chốt lại cái hàng thứ 10 của mình. Vậy là mình đã thực hiện xong được 10 hàng của cái phần áo hoa văn này rồi. Ở phần sau mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cách để thực hiện những bước tiếp theo của cái phần áo hoa văn này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.